Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Genland TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Ngô Hiếu và Ngọc Chiến, hai anh em chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một căn, một trong 19 căn hoa hậu của hoa hậu tại phân khu San Hô, dự án Ocean Park 2. Anh em mình đang đứng ở đây, em thấy thời gian không gian này thì em đứng đây em có thích về nhà nữa. Thực sự cái không gian này nó giống như là anh em mình đang đứng ở biển, một cái thành phố ví dụ như là Phú Quốc chẳng hạn. Thực sự là không khí rất là trong lành. Và như em biết là cái căn của anh em mình sẽ giới thiệu với quý vị khán giả ngày hôm nay, tức là một trong bốn căn đơn lập duy nhất là view chọn cái công viên Royal Way Park của dự án Vinhome Ocean Park 2. Nói về Ocean Park 2 thì không thể không nói về công viên Royal Way Park với các cái tiện ích đẳng cấp quốc tế. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy kia là đỉnh núi Hoàng Gia cao 30m, bên dưới là tổ hợp 6 biển tạo sóng, sóng đánh cao 3m, diện tích rộng 5,4 hecta, đang được xếp hạng là biển hồ tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới. Vòng quanh biển hồ đấy là biển hồ nước mặn Nagula, rộng 9,3 hecta, đang được đánh giá xếp hạng là lớn nhất châu Á. Rõ ràng chúng ta mua ở đây, sẽ đầu tư ở đây sẽ không phải là một mét vuông đất mà hàng ngàn tiện ích. San hô có 33,68 hecta và 2.168 căn biệt thự thất tầng. Thì những căn này, ví dụ thỉnh thoảng anh vẫn trêu là có thể là chúng ta mua được những hàng nghi mất tịch của như là xe Rolls Royce hay Patek Philippe, nhưng mà nếu như mà cái này thì chắc là bác Vượng không xây thêm một căn nữa. Đấy, đấy, thế nên là ví dụ như là chúng ta đã nhìn thấy đây, buổi tối có một cái không khí lễ hội ánh sáng đầy cái sắc màu, tái hiện lại cái khung cảnh hoàng gia, lễ hội sắc màu Atlantic, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía căn này trực tiếp về cái tác phẩm của hôm nay chúng ta giới thiệu cho khán giả. Vâng. Thì căn này anh tức là diện tích là 292 mét vuông. Tổng diện tích xây dựng là 432 mét. Và chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư những căn này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta hay tận dụng về cái câu chuyện của kinh doanh dòng tiền, các cái nhà hàng hoặc các cái thương hiệu thời trang lớn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là một, ở đây anh thấy là chủ đầu tư sẽ hướng định hướng đến một nền kinh tế du lịch. Vâng. Đấy, thế thì giữa một cái mình có thể so sánh với một số các cái căn mà đã phát huy tài sản gọi là huyền thoại ở Ocean Park 1 như cà phê Highland ấy. Đúng. Đấy, hoặc quán cà phê mà ở chỗ khu quảng trường Cái Heo đấy. Vâng. Em công nhận không? Vâng. Thế thì ở chỗ này cái mặt tiền của căn này là 32m. Tiền nhưng 32. Bên cạnh đó Highland thì lại cái khoảng cách để xe không được bằng cái này. Đúng rồi. Đây anh em mình sẽ có thể là để được khoảng trước mặt là cái bãi đỗ xe vừa là ô tô điện vừa là ô tô xăng, nó rơi vào chắc khoảng 100 cái. Rồi rồi, ok. Đỗ thoải mái trước mặt. Cái này nữa, cái tiện ích của cái này, những căn gần biển, bất động sản gần biển này, sông nước này và lại gần cái trung tâm thương mại nữa. Trong chia sẻ mới đây cái sản phẩm Mega Complex thì có 2.134 căn, thì ở đây cũng sẽ đóng góp những cái căn mà đem lại những cái kinh đô mua sắm Paris hoa lệ hoặc những cái sản phẩm đẳng cấp của thế giới sẽ đến đây. Đấy, thì nói qua về cái căn này, thật ra thì cái không gian mà cái hàng rào kia thì cũng có thể chúng ta ở, nhưng mà thường trên này sẽ kinh doanh thì anh đã thấy bỏ đi được, bỏ đi và chúng ta làm cái hàng rào mềm bằng các chậu hoa thì lại căn của chúng ta lại đẹp hơn. Đấy đấy, thì anh thấy là nếu như em ví dụ anh em đầu tư cái này thì em nghĩ là khách hàng mua sẽ đầu tư để ở hay để kinh doanh? Thực sự nếu mà em đầu tư những căn như này thì thứ nhất là em sẽ đánh vào những cái nhu cầu liên quan đến có thể là những cái dự án mới, thường là những nhu cầu thiết yếu trước. Đúng rồi. Ví dụ như là cà phê này, các em có thể làm cà phê 2 tầng, tầng 1, tầng 2. Đúng rồi. Ví dụ tầng 3 và tầng 3.5 em có thể làm, ví dụ như ở đây tại vì view là view biển. Rồi. Chính vì vậy chúng ta có thể làm một cái khách sạn nghỉ dưỡng. Đúng rồi. Với cái số lượng phòng nó giới hạn thôi. Rồi. Nhưng phải đặc biệt rằng là nó rất là sang trọng. Rồi. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chắc chắn rằng là cái giá trị mà cho thuê theo đêm, theo ngày hoặc là có thể là những cái đoàn, những cái khách du lịch ấy, mà người ta khi mà đã đến đây rồi, chắc chắn là những cái vị trí này chắc chắn là khách hàng phải đến để tham quan, để trải nghiệm tại Vinhome Ocean Park 2. Thì những cái vị trí căn này mà đặc biệt là chỉ có 4 căn thôi, thì chắc chắn là sẽ là một trong những cái điểm đến phải đến tại Vinhome Ocean Park 2. Vừa rồi thì cái chính sách tổ ấm ăn vui ấy, khi chủ đầu tư đưa ra chính sách cái là anh thấy nhà đầu tư phấn khởi lắm. Dành cho những nhà đầu tư mà thật sự tâm huyết và cũng chính là chủ đầu tư tâm huyết muốn kiến tạo lên những công trình thật sự là đẳng cấp quốc tế và cư dân toàn cầu. Đâu đó cái nền kinh tế du lịch của Việt Nam mình cũng đang hướng tới là Hà Nội, là nếu khách du lịch quốc tế đến đây thì cũng là điểm bắt buộc phải check in. Đấy, tức là như kiểu là
biển anh em mình đi bình thường, nhưng khai thác biển ở đây sẽ là 365 ngày. Vâng. Chứ không phải là cái mùa biển mà không may đi ra ngoài kia bão tố. Vâng. Thì anh thấy cái này, anh thấy cái căn này ấy là vị trí vô cùng đắc địa. Vâng. Đấy, và một cái điều nữa là gì? Khi chúng ta đến đây thì chúng ta có cái sự trải nghiệm và so sánh, đôi khi cũng là một cái sự phân tích chuyên sâu nữa. Chứ nhiều người khi mà trước đây những cái căn này này, thì khi chủ đầu tư đang thi công, chủ đầu tư căng những cái lưới ra thì mọi người chưa nhìn thấy vẻ đẹp. Nhưng đến bây giờ thì những căn này anh thấy là khi bắt đầu anh em nhìn thế này rồi. Đúng rồi, như viên kim cương. Viên kim cương, mà đấy không phải chính bởi cái lý do đấy mà anh thấy nhá, là Capital Land mà cái tập đoàn mà kinh doanh vốn đầu tư vốn nhà nước của Singapore ấy, vừa có thể là Reuters đưa tin thì anh nghĩ là chắc chắn rồi, đúng không? Họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị đầu tư vào đây hoặc ở Hải Phòng là 1,5 tỷ đô. Đấy, thì vô hình chung từ cái ngày mà có tin đấy nhá, là căn này anh thấy là nhiều khách quan tâm. Rất là quan tâm. Đấy. Thế thì về mặt cơ bản thì anh nghĩ là đây là những thời điểm mà mình vào là phù hợp nhất. Vâng. Giá với chủ đầu tư có những cái chính sách giá mà rất là ưu ái. Đấy, chính sách bán hàng và cái chính sách ưu đãi. Và đây vừa rồi đây em thấy không? Nếu mà mua sớm có khi được cái voucher 200 rồi. Nhưng bây giờ chủ đầu tư cắt rồi. Đấy, thế nên là cũng là một câu chuyện nó cũng là hết cái chương trình khuyến mại của chủ đầu tư. Đấy thì là qua câu chuyện thì anh cũng muốn là anh em mình bằng cái thực tiễn đưa cho khách hàng những trải nghiệm mà chúng tôi là bám dự án này, quay mọi người thấy trực diện và cả mọi người nhìn thấy cái hạ tầng từ trên cao. Thay đổi từ ngày. Thay đổi từ ngày mà cái hạ tầng giao thông ấy, mình sẽ thấy là cái kết nối vùng của cái căn này nó thật sự là tuyệt vời. Cái san hô 13 này anh em mình đi độ khoảng 5 phút thì ra đến quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, là một nền kinh tế đêm. Đôi khi chúng ta có thể là tắm biển, đấy, xong lại sang kia, đúng không? Ăn uống xong lại về đây nghỉ dưỡng, xong lại sang đây mua sắm nữa. Anh thấy là all in one ở chỗ này nó điều tuyệt vời nhất. Thế và mọi người qua cái này rất anh em muốn chia sẻ là cả bằng trực diện này, trực diện đây này, và cả trên cái flycam mọi người theo dõi hết video mọi người sẽ thấy là cái khung cảnh cái đại đô thị ở đây thật sự là tuyệt vời. Thế và chúng ta hãy dành cho nhau những cái câu chuyện mà đón nhận cơ hội ngay rồi, đúng không? Đúng rồi. Xuống đây xem ngay thôi. Xem có khi khách xuống đây là anh em mình mời tắm biển đấy nhỉ? Một điều mà em thấy là khi mà em tiếp rất nhiều khách các nhà đầu tư hoặc là để ở ấy, thì khách hàng luôn thắc mắc rằng tại sao với những cái đại dự án như của Vinhome, ví dụ Vinhome Ocean Park 1, Ocean Park 2 hay Ocean Park 3, thì khách hàng luôn luôn lo ngại là một cái đại đô thị số lượng căn bán quá nhiều này thì bao giờ khách hàng về ở, bao giờ có thể kinh doanh được. Rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy thực tế là ví dụ như là những cái dự án như Vinhome Ocean Park 1 mở bán năm 2018 đến bây giờ sau khoảng hơn 4 năm thì gần như là cái lộ trình tăng giá này. Ví dụ có những căn mà thời điểm em thấy rằng là ví dụ như liền kề mua 8 tỷ. Rồi. Có những thời điểm mà chốt giá khoảng 25-26 tỷ. Đúng rồi. Thì chúng ta có thể nói là những cái căn ví dụ như căn mặt biển như anh nói đang hiện tại đang kinh doanh cà phê Highland chẳng hạn, đúng không? Rồi. Thời gian đầu nó chỉ có khoảng hơn 30 tỷ. Nhưng mà đến thời điểm này, đúng không ạ? Hoặc là những cái thời điểm mà ví dụ như là cách đây khoảng 1 năm chẳng hạn thì đương nhiên là giá trị không thể so sánh được rồi. Đúng rồi. Thì có những khách đã trả đến khoảng 150-170 tỷ rồi, đúng không ạ? Đấy thì cái căn này cũng như vậy, nằm một trong cái vị trí mà nó chỉ có một trong 4 căn duy nhất là đơn lập là view được công viên Royal Wave Park. Mua căn này là sở hữu cả biển. Đúng. Anh nói biển là Ocean Park 1 nhá, là chi phí chủ đầu tư chia sẻ là chi phí thiết kế 10 triệu đô. Đấy, và duy trì bảo dưỡng hàng năm và được giám sát bên nước ngoài ấy, là 20 tỷ Việt Nam đồng. Số này 18, đấy là biển chỉ rộng 6,1 hectare, còn biển này rộng 18 hectare. Nên là anh nghĩ là câu chuyện là chúng ta đón nhận cơ hội. Và đôi khi là anh nghĩ là đá fan của Vin thì luôn luôn win. Đấy, luôn luôn win. Và giá bây giờ anh thấy là câu chuyện là chúng ta sẽ thấy đối tác nước ngoài này. Chúng ta cũng sẽ thấy, anh em mình thừa nhận là có dấu hiệu đi ngang hay đâu đó có từ cắt lỗ. Nhưng em biết là các cô hoa hậu hoặc hàng limited. Đúng, những cái hàng như này như thì Rolls Royce không có. Trong khủng hoảng kinh tế, báo cáo tài chính hoặc LV vẫn luôn luôn là lợi nhuận mắc nhất, kể cả từ thời Covid. Đấy, nên là khi những căn này thì thật sự là anh em đưa đến cho quý khán giả hoặc là quý nhà đầu tư những cơ hội, thật sự là cơ hội. Nhưng mà câu chuyện cũng vẫn là phải là thời gian, trải nghiệm ngay, xuống ngay và nắm bắt nhanh. Vì đấy, hôm trước cũng có nhiều người cứ bảo là em hỏi ý kiến này, ý kiến kia. Thế nhưng mà đấy, bây giờ chủ đầu tư là thôi cắt cái voucher 200 rồi.
đúng không? Thực ra thì mỗi cái chính sách khuyến mại nó sẽ mang một cái thời điểm nhất định thôi. Được. Nếu khách hàng nhanh tay thì chắc chắn là sẽ được hưởng những khuyến mại đấy. Đúng không? Một điều nữa anh thấy là những nhà đầu tư bây giờ mua ấy là chúng ta có cái sự trải nghiệm thực tiễn. Xuống đến đây có thể đi vòng trải nghiệm hết dự án. Thậm chí đến cái khung giờ độ khoảng 6 giờ chúng ta ngắm cái đỉnh núi Hoàng Gia này. Khi mà thành phố lên đèn. Điều tuyệt vời nhất. Cũng sẽ còn những video mà anh em đưa đến cho quý khán giả những cái cô hoa hậu. Nhưng mà điều cảm nhận vẻ đẹp và nắm giữ em nó là sẽ rõ các quý nhà đầu tư đúng không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người quan tâm thì hãy nhắn số hotline của kênh Genen TV và hãy ủng hộ anh em chúng tôi một like, một share để chúng tôi có động lực làm nhiều video đưa đến cho các bạn nhiều cái đẹp, nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa ở tại Ocean Park 1, Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào.